Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Tinh quái là một phần cực kỳ quan trọng. Build được một bộ tinh quái phù hợp là cái mấu chốt để cho chúng ta có thể giành được lợi thế trong bất kỳ những cái hoạt động nào trong tựa game này. Hiện tại thì chúng ta có 45 em tinh quái, thì không biết là anh em có bao giờ thắc mắc là tinh quái nào là mạnh nhất ở trong số 45 con này hay không? Mình biết là sẽ có nhiều anh em bảo là ôi rồi ở đây thì mỗi một phái thì chúng ta sẽ lựa chọn một tinh quái riêng nó phù hợp. Cái đấy đúng nha. Tuy nhiên sẽ có những em tinh quái mà nó phù hợp với mọi thể loại đội hình. Nói về cái tính đa dụng, nó không phụ thuộc vào bất kỳ một môn phái riêng lẻ nào. Thì chúng ta có thể kể tên đến một số tinh quái kiểu như là em này, Huyền Minh Giang. Hiệp 1 nhận được công bằng 60% thủ. Đấy, nó cũng không cần phải là liên kích hay né gì nó mới phát huy được tác dụng nha. Hay em Tử Tinh Long Sư vào hiệp gây ngay cho địch sát thương bằng 20% công. DPK phát là vào lợi luôn được một khúc máu rồi đúng không anh em? Hay là em Hắc Kỳ Lân, hiệp 1 vào phát là có 28% kháng bạo, kháng liên kích, kháng choáng. Hay em Phù Tang có cái khả năng hồi sinh này. Tiếp theo nữa là em Tiểu Long Nữ nó có cái khả năng giảm sát thương phải chịu. Ồ, cái này cực kỳ ngon lành cánh đào anh em nhé. Và ở trong video này thì mình sẽ chỉ nói đến tinh quái đỏ thôi. Còn đối với tinh quái cam thì nó chỉ ngon đối với những em nào nó là cốt lõi của cái môn phái đấy thôi. Mình lấy ví dụ như Liễu Đạo Chân là cốt lõi của môn phái né thì là nó mạnh. Chứ còn đa phần em tinh quái cam khác thì nó không ăn thua. Thế thì trong số những cái em tinh quái đỏ mà mình vừa kể tên ở trên á, thì mình nhận thấy là em Tiểu Long Nữ là một em tinh quái mạnh nhất tính đến thời điểm hiện tại anh em nhé. Em này có thể đi với mọi thể loại đội hình luôn. Môn phái liên kích, môn phái né, môn phái choáng bạo gì đó đều được hết. Bởi vì nó có cái khả năng giảm sát thương phải chịu. Đây là một cái khả năng cực kỳ ngon lành cánh đào. Mình lấy mắc ở level skill 13 đi. HP lần đầu dưới 96% là được giảm 35% sát thương phải chịu. Anh em thấy như thế nào? Không phải tự nhiên mà mình lại bỏ em Phù Tang đi. Và mình trang bị vào đây đó chính là em Tiểu Long Nữ. Kết hợp với cả combo em Sơn Dã Tinh. Bởi vì em Phù Tang này tuy là nó hồi sinh nhưng mà nó không có cái khả năng giảm sát thương anh em ơi. Nếu như mà gặp môn phái kiểu như là liên kích chẳng hạn thì khi mà hồi sinh dậy nó vẫn liên kích nó đánh được á, thì mình vẫn hẹo bình thường. Nhưng với cái em Tiểu Long Nữ này thì khác. Máu chỉ cần dưới 30% là sức sát thương nó giảm đi cực kỳ nhiều. Không phải tự nhiên mà mình lại bảo em Tiểu Long Nữ này mạnh đâu anh em nhé. Bởi vì là top server thì đều chơi em Tiểu Long Nữ này cả. Mình lấy ví dụ như là mình đã làm một cái video review về con ác của anh Ben Sano. Thì anh đấy cũng có sử dụng em tinh quái Tiểu Long Nữ này cực kỳ khủng khiếp. Hay là cái video gần nhất ở đây mình mới đăng ngày hôm qua là mình đã review về top server ở bên bản Global. Thì họ cũng chơi em Tiểu Long Nữ này luôn. Những người ở phân khúc lực chiến cao như vậy họ đều lựa chọn Tiểu Long Nữ thì chả có cái lý do gì mà mình lại không lựa chọn theo anh em ạ. Thì ngay bây giờ mình cũng sẽ chơi luôn thôi. Bởi vì là mình cũng mới chơi được cái sự kiện luân hồi điện này. Được khá mảnh đấy. Bây giờ là mình sẽ lựa chọn em Tiểu Long Nữ của mình nâng cấp lên nhá. Đây, all in vào Tiểu Long Nữ luôn anh em ạ. Rồi, 45 mảnh luôn này. Ok, 45 trên 45 mảnh Tiểu Long Nữ. Rồi, nâng cấp xem nào. Đây rồi, mình sẽ nâng cấp được 2 level nha anh em. Úi, được chiến tăng nhiều không? Thêm phát nữa này. Đấy, mình cứ nâng cấp dần dần. Khi mà lên level 2 cái là HP lần đầu dưới 35,5% là sức sát thương đã được giảm đi 35% rồi. Quá là ngon luôn anh em ơi. Nhưng mà để nâng cấp được thì chắc là mình phải chờ thêm một vòng luân hồi điện nữa để chờ sự kiện lần sau thôi. Nhưng anh em cứ nghe mình nâng cấp dần em Tiểu Long Nữ rồi nhá. Sau này sẽ rất là cần thiết đấy. Còn chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh. Có thêm mẹo gì mới mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho anh em nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.